đi lượm đồ trong thùng rác ăn không á hả? Mẹ con bỏ luôn. Con biết mặt cha mẹ mình không? Cha mẹ, cuộc sống của cha mẹ không biết như thế nào, nhưng mà hai cháu ở với ông bà ngoại, mà khi ông bà ngoại đã mất rồi thì hai cháu cũng coi cút luôn. Đi tìm đựng đồ ăn, những cái món ăn trong thùng rác không? Đừng nên bỏ luôn. Những đứa trẻ có nghe như thế này thì sang khuyên tất cả những các cha, các mẹ đừng nên bỏ các trẻ tội nghiệp lắm. Ô, chào mày. Trời ơi, khỏe không? Dạ, sao chống chi hai ba cây vậy? Dạ, hai cây đi không được. Đi không được hả? Rồi ra đây, ra đây, ra đây. Ừ, nghe nói chuyện con bộ khỏe quá. Dạ, con đâu có khỏe đâu, con trội lù đạn đừng chết. Ôi, chết trời gớt. Rồi, rồi mẹ lấy vô lấy cái ghế cho con. Đưa đây, để ngồi không? Tấm mấy thân. Cái phái đòn này đang ngoài. Dạ. Phái đòn này ở đâu vậy? Phái đòn này ở đâu hả? Con ở hành tinh lạ con tới. Tấm lù đạn. Nghe nói hơi rụng rãi, khỏe mạnh quá. Nghe nói rụng rãi, không sao em, để ngồi dưới đó. Cô nhiêu tuổi rồi? À, 87 tuổi. 87? Dạ. Rồi, ngon lành. Ngon lành. Đẹp gái quá trời luôn. Nghe nói cảm ơn nghe, mừng quá. Cô ở đây bao lâu rồi? Ở nửa năm rồi. Nửa năm hả? Vâng. Vậy em cố gắng giữ gìn sức khỏe. Đang ở đây với cô này. Nhưng mà lạc quan là chính. Vâng, vâng. Con cái dẹp quan bên. Ha, tuổi già, dạ dạ cho con dạ, dù có con đi chăng nữa, con cái dẹp nó quan bên. Đứa nào nó lớn rồi nó lo cuộc sống gia đình. Quan trọng mình lo được cái tuổi già của mình là sống lạc quan, vui tươi là sức khỏe trường tồn. Còn nha, không có buồn rầu gì nữa. Con xin phép con gửi cho cô 200 ngàn. Ừ. Con xin con cho con xin con gửi cô nha. Cảm ơn nhiều. Dạ. Con gửi cô 200. Dạ. Anh Sơn gửi cô 100. Con gửi cô thêm hai chai con xoa bóp này. Ô, cái này vô xoa bóp hả? Dạ. À. Đau nhất cơ xương khớp. Cái này ngon hơn hơn kẹo luôn á. Đi không nổi. Dò đi không nổi nha. Phải chống hai cây gậy. Đưa cho con. Đây, con Thảo cho. Đây. Cái này cái dầu gì dạ. Lạ vậy? Hả? Cao xô bóp này, cao xô bóp này của tám lưu đạn là của con á. Ủa vậy hả? Dạ. Yeah. Ô cái dầu này là ăn quá. Rồi, cô lắc đều chai cao này lên dùm cho con. Cái mùi cơ. Ờ, cũng lạ quá ha. Dạ, cái này là bằng thảo dược, nó không phải là dầu nóng nha. Dạ, dạ. Nó đặc trưng của nó xịt vô nó lạnh. À, mà này nó thẩm thấu thuốc vô bên trong, bắt đầu nó hoạt động ở bên trong nó tới 2 giờ đồng hồ luôn, bắt đầu nó nóng dần dần. Nóng dần dần cho đỡ. Nó nóng vừa thôi chứ không có nóng quá. Vâng. Không chú trọng vào nóng. Ha, nó chú trọng là nó giải quyết căn cơ nằm bên trong đâu nhất. Dạ. Nó không có chú trọng là nóng, nóng là chỉ nóng ảo bên ngoài thôi. Cái giò quá trời đi. Ngon lành luôn, bữa nay có mồi nhậu. Ấy quên lộn, xin lỗi. Bữa nay có cốt cao sức rồi chứ không phải mồi nhậu. Lộn nha, lát lấy giờ nhậu là chết con luôn. Đó, hai chai này. Cô lắc đều lên, cô thay vô cho con nha. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Cô hy vọng là gặp con nhiều lần nữa, bởi vì dạ. Vì cô già quá rồi. Không biết. Để con gắng cố gắng con sắp xếp con về. Con về đây con đi với lại cái lòng đổ của con. Dạ. Con về đây để phục vụ massage cho mấy cô. Ồ vậy hả? Con về tối thiểu mà nếu mà giúp hết chỗ này con phải ở đây 2 ngày. Vậy dạ. Về đâu? Dạ con về xa lắm. Dạ. Con về xa lắm. Ở nước ngoài hả? Không phải, con ở Sài Phố. À, phố hả? À, tại người ta dập con đó. Ta nói ông nội tám lưu đạn này hành tinh lạ rồi. Dạ, chúc con đi sức khỏe nha. Ừ, cảm ơn dạ. Nha. Ừ, cảm ơn. Cảm ơn phái đoàn nha. Dạ. Dạ. Rồi, quay lại tiếp tục cái việc mà xem đi nhiều chuyện ở Dưỡng Mão. Thì hồi sớm sang có đi vô một trọ mấy cụ rồi. Bây giờ ghé qua cụ này, mấy cụ bên đây. Con chào cô. Cô tên gì? Tên Hai. Dạ. Hai. Tên Hai hả? Dạ. Dạ. Cô năm nay bao nhiêu rồi? 68 hả? 88 hả? Cô ở đây lâu chưa? Cô 3 năm hả? Con gửi tặng cô 200 ngàn. Anh Sơn gửi tặng cho cô 100. Với con chia sẻ đến cô hai chai cao sơ bớt. Đau nhất là cô lấy cái chai cao lắp đều lên rồi cô xịt trực tiếp vô trong cái chỗ đau.
để cho nó giảm đau, rồi massage vô đó nữa nha. Rồi con nhớ dùm cho con nè, không được xịt vô vết thương hở nha. Đó, mình than ngày 2-3 lần nó khỏe lắm nha con ha. Chúc con nhiều sức khỏe. Dạ, thay vô mỗi ngày vậy con, cứ nó đau nó nhất là thay vô, thay vô mốt đi chạy vũ con lên đi đá banh với con. Ok. Rồi con nhiều sức khỏe. Dạ, bây giờ lên tiếp thăm ở trên nữa nha. Đi khó khăn. Ơi. Dạ. Dạ, con chào mấy cô. Dạ. Khỏe không? Ăn cơm chưa? Khỏe. Ăn cơm chưa? Ăn cơm rồi. Hả? Ăn rồi. Ăn rồi hả? Ừ. Có gì cho con ăn miếng, ăn đói bụng quá. Ăn rồi, có gì cho ăn. Thì con đói bụng á, từ sáng tới giờ. Dạ. Rồi ơi, lụi lụi xíu. Ăn bánh ngọt không? Dạ. Ăn bánh ngọt không? Có cái gì con ăn đó hả? Có không? Đó. Có cho con miếng coi. Đói bụng quá, từ sáng giờ con đi nhìn chuyện con đói gần chết luôn vậy đó. Con đang ăn té rồi con. Trời ơi. À, chụp cái bay luôn. Rồi rồi, cô ngồi đi, cô ngồi đi. Cô yên tâm, cứ cô ngồi, nãy cô quay qua hết hộp bánh của cô à. Để ăn đi. Đói bụng quá, xin miếng bánh ăn. Ăn đi, ăn đi. Dạ. Ăn hết hộp. Cô năm nay nhiêu tuổi rồi? Anh Sơn đói bụng không? Cô nhiêu tuổi? Bao nhiêu tuổi? Cô năm nay bao nhiêu tuổi á? Hỏi cô hả? 68. 68, 81. Hả? 81. Ôi trời ơi, sao trẻ dữ vậy trời? Dữ vậy hả? Tuổi này còn đi đâu anh ngon lành luôn nè. Đá rồi, đá nhiều nè. Dạ. Đá nhiều rồi không à. Cô ở đây bao lâu rồi? Ở đây 8-9 năm nay rồi. 8-9 năm hả? Ừ. Con đến đây với là anh Sơn. Dạ. Và con có gửi tặng cho cô hai hộp dạ. Cao sao bóp đau nhất cơ xương khớp á. Dạ. Cô để dành. Quá em. Cô để dành cô tha vô. Dạ. Đó, rồi gửi cô hai hộp cao luôn. Cô nhiêu tuổi? Dạ, 77 rồi. 77, dạ. Hộp này anh Sơn gửi tặng tiền cho cô. Dạ. Dạ, cô dạ, cảm ơn. Dạ. Con này con gửi con 200. Dạ. Con gỡ cho cô thêm 200 nữa. Hãy đau nhất là nhớ lắc lên. Dạ. Lắc đều lên rồi tha vô. Nhưng mà vết thương hở đừng có tha cho con nha. Dạ. Tha ngày 2-3 lần. Đừng có tiếc, cứ tha thoải mái vô cho con nha. Dạ, giờ nó luôn. Dạ, tha thoải mái để mà cho nó mau đi đứng thoải mái rồi con đợt sau lên con vũ đi đá banh hay đi bơi. Dạ. Đi bơi với con. Dạ, bơi. À, con đăng ký cho cô luôn. Bơi chìm luôn. Hả? Có chìm được. Cái gì nữa? Không biết bơi chìm cái gì nữa. Ừ. Bánh ngon. Cảm ơn cô nha. Dạ, nhớ đẹp hơn, thoải mái. Người ta cũng mới cho đó. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, con chào cô. Dạ. Cô tên gì? Dạ, tên Lương. Dạ. Dạ. Nay tụi con ghé thăm với anh Sơn. Dạ. Để tặng cô cao su bóp. Dạ, cảm ơn. Dạ, để cho hỗ trợ đau nhức cơ xương khớp á. Mỗi dạ. Khi cô nhức mỏi, cô lắc đều lên, cô thay vô giùm con. Xịt dạ. Trực tiếp vô chỗ đau luôn. Nha. Ồ. Dạ, cô năm nay nãy cô nói bao nhiêu? 70. Dạ, 70. Dạ. Con tặng cô thêm 200 nữa. Cảm ơn. Dạ, 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 chúc cô nhiều sức khỏe. Dạ, dạ đó mới vô qua. Nhìn, mới vô qua hả? Dạ. Dạ. Thôi, gắng cố gắng ở đây với lại các cụ cho vui. Dạ. Giữ cái tâm an lạc, vui vẻ là được rồi. Dạ. Nha, dạ. Đừng suy nghĩ gì nhiều. Dạ. Nha cô ha. Dạ. Bye bye. Trời ơi, con máy bay nha, con cảm ơn miếng bánh. Ăn chưa hết hộp bánh. Ôi, 81 tuổi kìa. Nhìn lại tên con mà 81 tuổi. Quá không? Ừ. Trẻ dữ vậy. Quá trẻ luôn. Đợt sau con lên là phải đi đá banh với con mới được. Ăn hết hộp bánh đi. Dạ nói chứ con ăn một cái rồi con chừa lại mấy cô ăn. Ừ, con chào mấy cô. Dạ, chào cậu. Dạ. Chào cậu, dạ. Rồi. Dạ. Mấy cô, dạ. Cô tên gì? Tên Sài. Dạ. Dạ. 75 tuổi. 75 hả? Dạ. Cô ở đây lâu chưa? Ở đây 3 năm rồi. 3 năm? Dạ. À, con gửi tặng cho cô hai cái hộp cao su bóp. Dạ, cảm ơn. Đau nhất chỗ nào là liên quan đau nhất cơ xương khớp, cô cứ thay vô cho con. Ừ. Cảm ơn. Để nó khỏe lắm. Dạ. Nha. Dạ. À, mỗi ngày đó, cô thay 2-3 lần. Nếu mà bệnh nặng thay 3-4 lần cho con, lắc đều lên mới thay nha. Dạ. Đau đâu trực trực tiếp vô đó. Dạ. Cô gửi tặng cô thêm 200. Dạ, cảm ơn. Cô á là... Dạ. Cô vô trong này á, chứ cô còn người thân không?
không còn người thân người nào. Không còn người thân hết hả? Cũng như con bà Phước à. Dạ. Vô đây là nhờ trung tâm mà nuôi. Trung tâm mình dưỡng luôn. Dạ, có chết người ta ở đây ta cũng... Chết ở đây người ta lo luôn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Thôi con cũng chúc cho các cô nhiều sức khỏe á. Dạ. Nhưng mà đặc biệt á là cái thân tâm mình á, các cô cứ sống lạc quan vui vẻ là được rồi. Đó. Còn rảnh rỗi thì mà mình cứ niệm Phật hay là mình yoga hay thiền định gì tùy. Dạ. Nhưng mà nếu mà có thiền định thì con khuyên là không nên ngồi kiết già bán già vậy á, cứ ngồi thoải mái. Tư tưởng nội mái, hít thở sâu vô, thở ra để nó làm tuần hoàn cái quyết lợi cho nó khỏe. Khi nào mình xả yoga, xả thiền gì đó, muốn niệm Phật thì niệm càng tốt. Còn mấy cô mà giữ được cái thanh lọc cơ thể được càng tốt nữa. Ví dụ đó là mình giảm khẩu phần ăn để cho nó giúp cho cơ thể mình nó trường tráng hơn, nó đẩy lùi những cái con như trước đi ra bên ngoài. Ví dụ mà một tháng cô là tập khoảng từng tầng thôi, thay vì ngày 3 cử giảm xuống còn 2 đó, cái 31 là giảm còn 1 thôi, vẫn phải ăn nhẹ nhẹ vô đó, để mình tập cho cái nội tạng của mình nó chống lại đó. Làm việc hoài cái nội tạng nó nghiền không kịp, đâm ra nó tích tụ những cái vi khuẩn mà phát bệnh rất là nhiều đó. Lâu lâu mình lại mình 3 tháng nó lọc ra lại từng lần là 7 ngày, 14 ngày sống. Nhưng mà phải uống nước ấm vô thường xuyên. Ở đây có nước nóng sẵn. Dạ. Thôi chúc con nhiều sức khỏe. Dạ. Con chào cô lên dạ. Viện. Chào cậu cậu. Dạ. Mà tôi lên tiên, Liên Thị Hai. Cô tên Liên Thị Hai hả? Dạ. 73 tuổi. Dạ, vô con đây 6 năm. Dạ, không có nhà, chỉ ở nhà trọ 42 năm. Trời đất. Dạ. Thì cái khúc gối lại mà đi bán, đẩy xe đi lại và học trò bán không được. Nhờ có trung tâm dưỡng lão để nuôi mà cụ với lại trẻ mồ côi. Cho nên hai rất hãnh diện và hai vô đây. Và trung tâm thì giám đốc thì tất cả mọi nhân lây đổi hết đó. Lo lắng cho hai từ đầu tới cuối tất cả mọi việc gì. Nếu mà hai có cái tay hai còn làm được thì hai xuống hai tí thì nhà biết. Còn nếu như yếu thì lạch ra, còn nếu như hai còn khỏe thì hai làm cá. Rồi hai tập thể dục. Rồi sáng 7 giờ là ăn sáng, trưa 10 giờ là có cơm. Chiều 4 giờ là có cơm, ở đây lo lắng cho hai. Tất cả mọi sự việc thì ở đây đều lo cho hai, còn hơn là hai ở một mình ngoài. Hai ở nhà chỗ 42 năm mà. Hai không mạnh. Cô kể mà không thấy cô khóc. Tại sao cô khóc? Tại vì rất là mừng. Mừng gì vô được đây về nhà mấy cậu đến thăm như vậy nè, an ủi động viên đồ mừng như là dạ. Cái giọt lệ rất là hạnh phúc dạ. Rồi còn cũng chúc cho hai nhiều sức khỏe dạ. Thì nếu mình có sức khỏe thì phụ giúp cho những các cụ khác như ở nơi đây nữa được quá tốt. Mình gieo thêm cái nhân duyên lành dạ. Để tích thêm cái phần hạt giống tốt đó để mà giảm bớt những cái nghiệp lực. Bất kể ai cũng đều có cái nghiệp lực, nhưng quan trọng là mình biết mỗi ngày để mình giảm bớt, làm được cách nào để giảm bớt cái nghiệp lực để mà giúp cho chúng ta có được cái cuộc sống nó an lạc, nó hạnh phúc hơn. Còn chúc cho cô hai nhiều sức khỏe nha. Rồi bây giờ con gửi tặng cho cô hai học cao so bóp đầu nhất ở đầu cô tha vô dùm cho con nha. Con gửi tặng cho cô hai 200. Dạ. Chương trình. Cô có gia đình còn an người thân không? Dạ con bây giờ sao hương lâu lắm rồi, bây giờ cũng không còn biết. Tiếp thu vô là vào đây dạ. Kiểm tra nhân số cả ở tại Đông Xuyên mình luôn. Dạ. Rồi hồi đó cô nhớ cô là quê hương cô ở đâu? Ở Sóc Trăng, bây giờ đã lâu lắm rồi. Dạ. Cả không còn nữa. Bây giờ sống giờ trung tâm những nhỏ này vẫn đã quê hương thứ hai của mình rất là hạnh phúc. Dạ. Thôi thì lạc quan anh không? Dạ. Rồi. Dạ. Rồi nha. Dạ. Dạ. Ok. Dạ. Rồi. Con chào cô. Dạ, chào cậu. Cho con gửi tặng cô cao số bớ. Dạ. Chứ con gửi cô 200 để mua bánh. Dạ. 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 Chúc cô nhiều sức khỏe dạ, nha. Dạ, chúc cậu cũng nhiều sức khỏe. À, chào mẹ. Dạ. Chào mẹ. Cảm ơn cậu dạ. Dạ. Còn con chưa? Dạ rồi. Ừ.
Dạ, mặc tên gì? Trương Minh Phượng. Dạ. Dạ. Muốn gửi tặng cầu cho bóp. Dạ, cảm ơn nha. Đau nhất ở đâu cô lắc đều lên, dạ, cô hai cho con chỗ đó. Dạ. Con gửi tặng cho cô 200. Dạ, cảm ơn nha. Dạ. Cảm ơn nha. Thật lại khóc nữa. Thấy con mà cãi cậu vô mình. Thấy cậu đám vô mình quá hả? Nhầm cậu vô mình. Nói vậy hả? Cố lên. Cố lên, không có khóc, không có buồn. Còn con cái gì không? Không. Không buồn nữa. Nha. Mạnh khỏe lên. Dạ. Không được buồn, không được còn cứ nghĩ gì nhiều lung tung. Dạ, cảm ơn. Vui vẻ lạc quan sống thọ. Dạ. Nhớ nha. Dạ. Cố lên. Nè, chúng ta còn cố lên. Nha. Dạ. Không có khóc. Nha. Cảm ơn nhiều nha. Ừ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Dạ. Vô mình quá. Dạ. Không có khóc. Dạ. Ừ. Cố lên. Dạ, dạ. Có chè, có chè. Nha. Dạ. Đã nhắc lên cho. Dạ, lại đóng lên cho đóng luôn rồi, tội rồi. Cố lên. Dạ, ơi, cảm ơn nha. Dạ, dạ. Cảm ơn nhà cô Bảo, cảm ơn chú chị. Dạ, dạ, dạ. Tất cả, dạ, cậu. Dạ, dạ, dạ. Xin đến thăm cụ, cụ mừng lắm, cụ vui vẻ, cụ hạnh phúc lắm. Chúc mừng sức khỏe. Ê. Sang miếng bánh này nó ngọt. Nó ngọt lắm, ngọt, chất chứa rất là nhiều cái cảm xúc, đặc biệt cái tình người và những cái nỗi lòng của những người lớn tuổi, tội lắm. Cho nên là Sang phải ăn cái miếng bánh này, ăn cho hết để cảm nhận được cái vị ngọt hạnh phúc. Và cái vị ngọt mà những cái sự mà buồn tủi của các cụ. Sang không biết nói sao cho nó hết. Thôi thì bây giờ mình tiếp tục đi động viên các cụ ha. Đi đồng hành cùng Sang nha cả nhà. Đồng hành cùng Sang á. Đồng hành để đòi động viên các cụ. Dạ. Con chào cô. Dạ. Cô năm nay nhiêu rồi? Năm nay 70. Cô 70. Dạ. Khỏe rồi nhỉ? À, quên hết rồi. Hay quên đó. Dạ. Nhưng mà được có con cái cô khỏe á. Bóp vô da của cô nè, mát lạnh nè, không có bị khô nè. Đó, ăn uống là rất là kỹ nè, thuốc men cũng kỹ nữa nè. Đó. Đây con gửi tặng cô hai chai cao su bữa. Đó là hỗ trợ về đau nhức cơ xương khớp. Thoát vị đi điện giãn tĩnh mạch thần kinh cọ, đau vai gáy, bôi cô thối quá, đau khớp gối, tràn dịch khớp gối, bị chặt đã, bị sưng, bị phù nề, đau chỗ nào cô thoa vô chỗ đó dùng cho con, thoa trực tiếp vô đó rồi thoa lên, ngày thoa 2-3 lần để duy trì nó đẩy lùi cơn đau, để có cảm giác còn nắm tốt hơn nha cô nha. Thì con gửi tặng cô hơn 200.000. Dạ. Cảm ơn nha các cậu ha. Dạ. Chúc các cậu mạnh khỏe. Dạ. Rồi sự nghiệp thành công. Dạ. Gia đình hạnh phúc. Dạ. Rồi biết nhá, biết nhiều mà. Có dạ. Nhiêu đứa con rồi. Đủ rồi. Dạ. Cái này chừng nào mình đau mình có sức ha. Dạ đau rồi sức. Cho nào đau cô sức lắc đều lên cho con nó bằng thảo dược, nó không phải dầu nóng nhưng mà thì đó không có tha vô những vết thương nhỏ nha. Giống giống cậu quá vậy. Ủa? Giống mặt cậu quá vậy. Không phải, trong chai cao này là cái ông này ông sáng chế cho cái cao này, còn con là tắm lựu đạn. Mà sao giống giống này ha? Không có giống. Con này cha Thành Long. Thành Long em của Trường Vũ á. Còn con là tám lựu đạn. Vậy hả? Dạ thế. Bây giờ chậu đậm như tao không biết. Nó có 70 à. Chứ không phải 100 đâu, không khổ nha. Dạ. Dạ. Cái này cô
đừng nhắc đầu gói. Dạ, để con ngán cố gắng là đợt sau mà con mà sắp chép về đây con liên kết với lại lên hội chữ thập đỏ. Dạ. Để con về con hỗ trợ giúp cho bà con để massage. Dạ. Ở trong đây con nó thoải mái. Dạ, cảm ơn. Dạ, con phải đi đông về con làm 2 ngày mới được. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều. Giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Cố lên. Dạ. Nhớ đau đâu lắc điện cho cao thịt vô nha. Tay cầu cả. Dạ. Cố lên. Cảm ơn nha. Cố lên, các cụ cố lên nha. Đau, dạ. Cái này mừng quá. Dạ. Giữ gìn sức khỏe nha, cố lên, cố lên. Sức khỏe. Dạ, cố lên. Dạ, dạ. Dạ, dạ, con cảm ơn. Dạ, chào, à, con chào mấy chú. Dạ. Bạn làm chú. Chú bạn. Dạ. Không có được. Bước. Không có được. Bữa nay có tổng thống chùm vô. Không, tổng thống vô không được hút thuốc, không được. Không có dẹp. Không có dẹp luôn, bây giờ là tuyệt đối bắt đầu kể từ ngày hôm nay tổng thống chung về đây quản lý, chỗ này giao cho ông Tám lựu đạn quản lý rồi. Cho nên tất cả các chú là không được hút thuốc ở đây. Đó. Ai mà hút thuốc ở đây là bữa là ngày hôm nay là bị kỷ luật kêu bằng là đem về tới Ukraine bắt đi lính đó. Đó. Không có đem về bển để mà cho bắn tên lửa. Gì rồi? Không thể nữa hả? Dạ. Ghê quá vậy. Đây, đây con gửi chú nè. Chú tên gì? Đây, cái Hoàng. Chú Hoàng hả? Chú bao nhiêu tuổi rồi? 82. 82. Cô lắc điều đó, chai cao lên cho con, đau chỗ nào tha chỗ đó. Chú ngồi thoải mái giùm con đi, đừng có chép bằng tội nghiệp ghê vậy đó. Trời đất ơi, ai cũng chép bằng vậy. Lớn tuổi rồi, xương cốt rồi, phải để cho nó thoải mái. Lắc điều chai cao lên cho con nha. Lắc lên là sao nó đau ở đâu thay vào chỗ đó. Con gửi tặng cho ông em 200 nữa. Dạ. Ok, chúc chú nhiều sức khỏe nha. Dạ. Hốt thuốc không? Có hốt. Hốt bớt hả? Bắt đầu kể ngày hôm nay là quy định mới của tổng thống với lại tám lựu đạn. Thì là ở nơi dưỡng lão này tuyệt đối không ai được hút thuốc lá. Nếu hút thuốc lá là đem qua bên Ukraine thì đi lính hết á. Nhà chú nha. Dạ. Bây giờ con tạm thịt thu nha. À, giấu nha. Phát hiện quả tàn giấu dưới gối. Đó, giấu dưới gối nè. Không được hút nữa nha. Sao họ dựng thuốc lại là bây giờ cái mặt trên lẹ rồi. Cái miệng là nhém. Giờ không biết chào đây. Mới con à. Dạ. Không được hút thuốc nữa. Con gửi tặng. Ôi, đau nhất thì là tha cao vô. Dạ. Đau chỗ nào tha chỗ đó. Không có thuốc nữa nha. Nha. Giữ sức khỏe để lần sau con về đây con vũ đi đá bông. Không nghe vui vẻ trời á. Dạ. Con hả, con lũ đạn đừng chết với con vui chỗ nào. Vui không ơi. Dạ. Thấy ông vui vẻ. Không có vui đâu, con không có vui đâu ha. À, Melly hút thuốc Melly. Ờ, để nguyên hình lá phổi về mà cha nào cũng in thuốc được. Đúng rồi. Nha. Mấy ông bán thuốc này. Mai mốt bán thuốc mà để được cái hình phổi vậy đừng bán đi. Khuyến cáo nổ thuốc bị bệnh phổi mà bán ra ngoài. Con gửi tặng chú. Chú nhớ nha, lắc đều cho cao lên cho con nha. Mình đau ở đâu mình lắc chỗ đó. Thoa vô cho con. Nha chú nha. Đó. Cảm ơn. Rồi. Chú thì sức khỏe, cố lên. Ông này vui vẻ quá trời. Ông này vui vẻ quá trời. Chắc ông không già nổi đâu. Trời ơi. À, vui vẻ cái nó trẻ lên quá. Sao già con năm nay mới có 4 tuổi chưa có giấy chứng minh nữa. Cười như vậy hai cái thằng camera này. Ê, tháo ra lắp điều không? Rồi mình đau chỗ nào chú thay vô đó giúp con nha. Rồi, con gửi chú cái hôn số lớp với tiền. Chú nhiều sức khỏe, chú có thuốc không? Có. Có hả, đưa cho con mượn coi. Hả? Con có thuốc gồ vậy nè. Ổng đâu, cũng gây gồ hả? Cắm, bữa nay là lệnh mới. Của tụi này chung với tấm lựu đạn. Con mượn coi, đây, giấu đây. Giấu đây, hiểu không? Nghe là kia ta thu thuốc cho đây, dùng có thuốc xuống này chống. Trời ơi, lẹ tụi. Nó không được. Ông bố đưa nha. Yeah. Ok. Chiều nay vô kiểm tra lại lần hai. Đó. À, cao vô giùm cho con nha. Nè.
Đó, đúng rồi, xịt vô, dao chỗ nào xịt trực tiếp vô và tha chỗ đó. Không, lắc lắc lên. Lắc đều lên rồi xịt vô. Đó, tại cao mới. Xịt nhiều nhiều vô để mà nó mới thấm. Đã lắm luôn. Hết tiêu không à? Dạ, ok. Rồi khỏi hút thuốc nữa nha. Mấy chị này là nuôi dưỡng các cụ ở trong này. Đó, giới thiệu cả nhà. Thì tí xíu nữa là Sang mà sẽ đi xuống rồi để mà nhấn hết tiền để gửi mấy chị để ở đây mua đồ cho mấy cụ nữa. Dạ. Con thịt thu thuốc nha. Con ra quy định mới rồi đó. Cố lên. Cố lên, cố lên mày. Cố lên, nhà mày con bắt đầu là đi vũ đi giả banh. Nha. À, lấy đem cái tay thuốc rồi nè. À, giấu cái thuốc nữa nha. Đó, trời ơi, bị phát hiện rồi. Tay cố nữa nè. À, trời ơi, quá thịt thuốc luôn, trời ơi. Con mới thấy chỗ mới đó kìa con. Nó chưa tội nghiệp. Dạ. Út quen rồi. Út quen rồi, chắc ngang vậy á, cũng dễ bị bệnh lắm. Dạ. Ok, mày nói chú hút đi. Hút mà hút ít thôi, đừng có nhiều quá. Con chào chú. Con tên, chú biết con tên gì không? Ừ. Chú biết con tên gì không? Không biết. Con tên Tám Lựu Đạn. Trời. Chú nhiều tuổi chưa? Ủa, 93. Hả? Ông ngoại. Khó lắm. Dạ. Còn con cháu gì ông ngoại? Còn nó nghèo nó đi bằng ông ngoại suy ổn. À, thấy không? Cuộc sống không nói trước được điều gì. Chỉ cần ta luôn mỉm cười sống thọ như ông đây. Ồ, nhìn lúc nào cũng cái mỉm cười à. Đen Sơn, anh gửi tặng chú ít quà. Chứ con gửi thêm 200. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Con chúc ông tên gì? Tên Ba, Nguyễn Nhân Ba. À. Hồi xưa mà có bài hát cậu Ba Lục Bình á, đó là chú nè. Ông ngoại. Mà nói, ngoại ăn cơm chưa? Ngoại ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hả? Ăn rồi sửa sạn ngủ à. Ăn rồi sửa sạn ngủ hả? Nghe mà kia nghe đùng đùng hả? Bắt đầu bực còn vậy hả? Mà mốt ngoại mà nghe lâu mà dưới mà nghe la quang quang là biết quỷ Tám Lựu Đạn nó lên nữa. Nhưng mà lần sau ngoại nhớ thủ theo trái banh nha. Lên đây vũ đi đá banh. Chịu không? Lên thủ rồi nó điếc chịu lắm. À. Mua cái máy mà. À, đang xài cái máy trợ thính. Ông ngoại mà muốn nghe ở bên kia, ở dưới đất mà la đùng đùng là biết thằng Tám Lựu Đạn nó mới vừa vô. Nha. Ông ngoại đi đâu anh không? Nhớ. Đã không? Ông ngoại đó anh không? Không. Không. Rồi con chào chú. Ôi cười. Chú chào cười. Bà. Anh sẽ được rồi. Anh tên gì? Tên Thi. Năm nay bao nhiêu? 63, 64 gì đó. Xin thân phận chứ. Ok, kêu bằng anh là được rồi. Em 51. Anh là bị ta biến, hồi ta biến lâu chưa? À, bị tâm 24. 24 hả? Tài xế. Dạ. Rồi đi vô đây luôn. Vợ con thì sao anh? Không có. Hồi đó giờ sống mình. Không có vợ con luôn. Không. Còn viên trón luôn. Không có viên trón đâu. Không có viên trón đâu. Dài ở đâu mà viên trón. Rồi tại sao mà anh bị cái này? Nguyên là... Tôi làm tài xế bệnh viện Hải Phúc á. Dạ. Rồi sao? Rồi... cũng hơi uống đi nhậu nhiều. Dạ. Rồi lái hàng ngày đi không như sức khỏe bị bị lần này là thứ hai nè. Dạ. Bị lần đầu đi trị bệnh tụm lum hết trơn á. Dạ. Rồi đi được. Dạ. Bị lần thứ hai cái giờ đi cà lết được. Dạ. Ủa nhà em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Ở quận ở đường nào? Dạ em ở Bình Tân á. Hả? Em ở Bình Tân. Tôi ở quận 3. Dạ. Từ khi biến cố cuộc đời xong anh đi vô đây luôn. Nhà không có ai cha mẹ chứ. Xưa có nghĩ là một ngày nào đó anh ở trong này. Không ngờ. Không ngờ. Dân hợp tác là động Minh Đức về nữa còn 10 năm đó. Có ngày lo đi lái xe kiếm tiền. Lái xe cấp cứu. Rồi phần cũng ý y rồi đi nhậu buồn quá. Sống có mình ở nhà trọ. Rồi đi nhậu. Rồi về bị luôn. Thôi thì cái thực sự trong cuộc sống mình á, ai cũng có cái căn nghiệp hết, nhưng mà nó tới là mình cản không có được, mà mình mấy được
Rồi cũng... chơi đi anh, kêu bạn anh được rồi. Em chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi, gán cảm ơn. Đã gán này nghị lực, cố lên. Thì cũng cố quá, mà giờ bị tai biến lần hai nữa, nặng ơi nặng. Mỗi ngày anh tập lên. Tập đi hoài, rác từ đây tao lát được một mình thôi. Để cái lần sau tụi em có về, để em sẽ hỗ trợ giúp cho anh, ha. Dạ. Rồi gửi tặng anh, mỗi ngày anh tha vô, anh bị nặng á thì anh tha vô cho em 3-4 lần. Mỗi ngày gọi là cái gì? Cao sau bóp hỗ trợ là những chứng đau nhức cơ xương khớp, làm mềm gân cốt, giúp gân cốt mình nó thư giãn lại, bị giãn tĩnh mạch, cũng như là bị tràn dịch khớp gối, đau khớp gối. Rồi nó thiệt, anh nói Bình Tân tới giờ tôi không có nhớ. Dạ. Bình Tân là Bình Chánh cũ hồi xưa. À. Mình gửi tặng anh thêm 200. Rồi, cảm ơn dạ. Anh quá, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều lắm. Cố lên nha. Cố gắng dựa lên chứ mình. Em giờ làm gì? Em hả? Em đi di chuyển đúng không ạ? Dạ. Vậy là đi theo đầu quay phim này hả? Dạ, em đi theo đầu quay phim. Đầu phim này là có đâu? Em đóng trong cái vai mà trội lưu đạn đó. Rồi, cố lên anh nha. Rồi, cảm ơn nhiều. Dạ, dạ. Có người hả? Dạ, thằng nào. Ồ, chào chú. Dạ, cái này bận, anh chị Thạnh. Đang chị Thạnh hả? Dạ, ồ, trời ơi. Chú năm nay nhiêu rồi? 6 tuổi. Kêu bằng anh đi. Lớn em có 9 tuổi thôi. Dạ, em 51. Đang bị Thạnh hả? Nằm yên. Đau không? Đau nhiều ít. Đau đúng không? À, chị đang dạ. Chăm sóc cho ca này. Dạ. Bây giờ cái ca này thì gắng cố gắng đó. Mỗi ngày sáng ngủ dậy. Nếu mà có một ông á, sẵn sàng nói luôn ở đây đó là trung tâm gì chị nói lớn giùm em nha. Trung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn thành phố Long Xuyên. Ok, Sang không có kêu gọi gì hết. Nếu các bạn nào ở Long Xuyên, An Giang, Kiên Giang gần ở đây, các bạn giúp giùm Sang đem đến đây tặng cho cái khu này những loại mật ong tốt nhất. Là tức là tốt nhất ở đây là mật ong nguyên chất á, không khoa. Chị dùng cái đó mỗi một buổi sáng các cụ thức dậy, cho các cụ uống mật ong với là cái nước ấm để cho nó làm cái tạo cái oxy nó tốt hơn và nó thanh lọc cơ thể trong cái việc mà giảm cân giảm ăn á, cực kỳ là tốt mà tăng được sức đề kháng và nó đẩy lùi những cái bệnh tật ốm đau. Nếu chúng ta tin vào cái phương pháp đó, chúng ta sử dụng hàng ngày duy trì trên 6 tháng trời, đừng nói chi bệnh ung thư. Sáng uống một ly nghe, ngủ dậy chưa đánh răng uống một cái ly nước ấm vô xong đúng không, sau đó dậy tập thể dục hoặc là đánh răng rồi bắt đầu dùng tiếp cái ly nước ấm thứ hai là có mật ong. Gán cố gắng ăn mỗi ngày giảm cân, ví dụ 3 ngày ngày ăn 3 cử, giảm bớt 1 cử đi còn 2 cử, mà ăn 1 cử này cách khoảng cách cử thứ hai là 6 tiếng một tối thiểu. Để chi nó có thời gian trong cái nội tạng mình nó nghiền nát cái thức ăn đó. Chứ mình ăn dồn dập vô quá nó không đủ thời gian nó nghiền nát đó. Thì nó càng tích tụ nhiều cho những cái thức ăn đó. Nó tích tụ nhiều nó gây nên những cái mầm hỗn bệnh. Anh đừng lo, anh nghĩ anh chạy thận, anh đừng lo gì hết. Đừng bi quan, cứ việc lạc quan mà sống. Một ngày nào đó anh đi ra khỏi nơi đây, anh đi tiếp tục đi làm. Anh tin không? Phải tin vào chính mình. Tin vào cái trực giác của mình. Đừng bi quan gì hết. Ok ha. Đó, còn nằm chỗ thì không được ấy. Anh đang mặc tả không? Không có, anh đang lỗ chưa đi không? Bên này anh đau không? Dạ. Đúng không? Đau dữ lắm luôn đúng không? À. Rồi, anh nhé cố gắng nha. Gửi tặng anh cái cao sô bóp. Chị giữ này. Chị thoa lắc chai cao, lắc đều lên thoa dùm cho em. Đau chỗ nào thoa chỗ đó nha. Rồi, ok, gửi tặng anh 200. Chúc anh nhiều sức khỏe. Rồi. Lấy cao sô bóp thay vô giúp em nha, cố gắng lên. Ok ok. Tính ra thật sự ra chú ngồi bên kia đi, chú ngồi đây rồi để con mẹ dẫn rồi đó. Ở đây rất là sạch sẽ nha cả nhà, thì thấy rất là sạch sẽ, mỗi cụ đều có cái giường,
những cụ nào mà bệnh tật á, ông Thanh Sơn đã thấy không, có cái giường tắm rửa lại chỗ đấy, tại chỗ luôn, đó là giường nóc. Còn mấy cụ mà khỏe thì nằm giường như thế này, mọi người có cái tủ riêng, làm cái tủ đựng đồ riêng hết. Chú năm nay bao nhiêu rồi? 83. Dạ, khỏe quá. Chú còn con cháu gì không? Con cháu con đi làm bên trên. Dạ. Đi làm xa. Chú mấy đứa con? Hai đứa. Chú vô đây bao lâu rồi? Vô đây 4 năm tháng. Dạ. Thì con cháu có đến không? Có. Dạ, thôi chú gắng, cố gắng. Tại nhiều khi cho cuộc sống mà cơm áo gạo tiền để mưu sinh đó chú. Yeah. Rồi con cái hoặc là con cháu của phải lo mọi thứ cái mà nó lo. Nó còn nghèo khổ cũng phải đi mưu sinh. Mà trong cái việc mà mưu sinh kiếm sống còn phải lo cho con. Cho con vợ đó. Vợ đúng rồi. Thì cho nên thì đôi lúc thì thiếu sót trong cái việc mà chăm sóc cha mẹ ông bà. Chú con chỉ gửi đến chú một cái lời động viên. Yeah. Chú cứ việc động cứ việc mà sống lạc quan lên. Khi nào con cháu rảnh nó đến thăm thì vui rồi, không đến cũng vẫn vui. Yeah. Vì tuổi già mà, tuổi xế chiều trong một ngọn đèn dầu treo trước gió. Cái cuối chân trời. Thì chúng ta cứ lạc quan, chúng ta sống. Đừng suy nghĩ về con cháu gì nhiều. Đó, cứ sống được ngày nào hay ngày đó. Con nữa sau này con gì già con không kiếm vô trong rừng con ở. Con nói vợ con mà. Đó, cho nên đừng để chú lạc quan lên nha. Con gửi tặng chú nha cái hộp cao sau đó nha, để mà cho đau nhức cơ xương khớp, thoát vị đi điểm, giãn tĩnh mạch, thần kinh thọ, đau vai gáy, tê bì chân tay, bị voi bị khó quá cuộc sống, cũng như là khớp gối bị đau trần dịch hơn. Chú lập chú la vô, bị sưng bị trực đảo vùng này chú thay vô. Con dạ. Này của anh Sơn để tặng cho chú. Cảm ơn. Con gửi tặng cho chú, chúc chú nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Dạ. Cái túi nó muốn rụng nè. Không bao giờ rụng, chỉ cần con nói chú mà chỉ cần mình sống lạc quan, mình yêu đời, sống mình cảm nhận được cái hạnh phúc của cuộc đời này đã cho ta được những cái giá trị để mà chúng ta sống, cho ta những cái giá trị để mà chúng ta học hỏi, để rồi đó mọi người cũng đi về cái cõi vĩnh hằng thôi. Nhưng mà phải cảm nhận một cái điều lạc quan thì nó sẽ là quen. Con chỉ là chia sẻ với chú một cái lời khuyên thôi, chứ con không dám mà lệ anh vô phép để mà con dạy đầy ai này kia nọ. Con xin lỗi chú. Dạ, dạ, cảm ơn. Dạ. Thì cho nên mình thử ra thì con chỉ đóng góp ý kiến thôi. Dạ. Để mong cho cái chú được mạnh khỏe. Anh Sơn thấy về già anh em mình nữa cũng vậy thôi. Nhưng mà cảm nhận anh thấy sao? Không biết nói sao rồi. Buồn. Có đường nào cũng tới La Mã thôi. Dạ. Thì chị gái cũng phải vậy. Dạ. Cứ là quan trọng. Khán giả bệnh tử mà. Dạ. Có sinh, có tử. Khán giả có tử. Dạ. Từ khi nào mà không sinh, không ma, không có tử. Dạ. Cố lên nha chú nha. Dạ. Hồi nãy giờ con chưa biết chú tên gì. Sáng. Chú Sáng. Dạ. Dạ mà chú Sáng, con tên Sáng. Ừ. Chưa được gọi là tám đùa đàn. Cố gắng lên nha chú ha. Dạ, dạ con xin phép đi. Đi ra. Thì bây giờ Sen sẽ xuống thăm đứa nhỏ. Đứa nhỏ thì giờ Sen cũng không có đem đồ sữa bọng gì đó. Tại đi Khánh Thành cầu á. Khánh Thành cầu rồi Sen cũng bán cao sao bóp ở ngoài chợ Long Xuyên. Rồi, nghe nói trong này có dưỡng lão Sang mới chạy vô thôi, chứ Sang không vô lại bữa nay. Ngày hôm nay là Sang đi là cái mục tiêu của mình nó vô là để mà thăm các cụ và tham quan ở nơi đây là chính, chứ là mình không có mục tiêu để mà mình lên lịch để đi cái nơi dưỡng lão ở nơi này, cho nên mình thử chứ không có chuẩn bị đó. Khi mà Khánh Thành cầu cũng như là đi thăm một cái hoàn cảnh ở bên Thơ với lại bên Đồng Ghiền, Rạch Giá, Kiên Giang á, rồi sau đó quay về Long Xuyên, sang nó ngồi bán cao sao bóp ở ngoài chợ hay là ăn đó, ngồi bán ở ngoài đó thì xong mấy người mà mua cao sao bóp của Sang, người ta mua rồi người ta nói là cái đem cái cao sao bóp này vô đem vô trong dưỡng lão để cho mấy các cụ để xài, các cụ nó đau nhất trong này nhiều lắm. Sang mới nghe
đi gì mà lạng giống như là lạng xe tăng hả? Sang mới nghe như vậy, rồi Sang mới là kêu dắt Sang vô đây coi sao. Thì chắc có lẽ sắp tới đây Sang sắp xếp để mà thu xếp về đây để giúp cho các cụ. Ôi trời ơi, mấy đứa nhỏ quá trời. Hello chú Tám chào con, mở mở cái đèn hả? Chú Tám chào con. Rồi cho chú Tám vô. Tụi con ngủ chưa hả? Con tên gì? Con tên Trang. Con tên Trang hả? Dạ. Ừ. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, con năm nay 14 tuổi. Con 14 tuổi hả? Dạ. Con đứng đây. Ừ. Ba mẹ con đâu? Dạ, mẹ con bỏ lâu rồi. Ba mẹ bỏ lâu rồi hả? Con vô đây được bao lâu? Dạ, được 4 năm. Có khi nào con nhớ cha mẹ không? Đó. Nhớ nhiều không? Lúc đó con nhớ con phải làm gì? Hả? À, con khóc không? Con biết mặt cha mẹ mình không? Chú xin lỗi, chú hỏi tới cha mẹ con. Chú xin lỗi không? Dạ. Em cố gắng lên. Ừ. Sau này con nó lớn lên, con cứ có đi ra bên ngoài. Các con có đi ra bên ngoài đó, thì có con đi làm ăn á, thì các con nhớ một điều là mình luôn luôn làm cho cha con mẹ. Mình không phải là những đứa trẻ mồ côi. Dù cho rằng cha mẹ mình không có gần gũi với mình, nhưng mà ơn dưỡng dục, ơn sinh thành, trong hai cái ơn này, bất kỳ cha mẹ mình nào của mình đó, nếu có hay không, cũng là những người đã sanh ra ta. Cho nên con gái cố gắng nghe lời khuyên của chú, sau này có cơ hội gặp lại cha mẹ, con nén lại cái nỗi buồn trong lòng, nhưng phải mạnh mẽ thốt lên, gọi tiếng bằng mẹ hay bằng cha để ôm được cha mẹ vào lòng. Con nhớ, dù cha mẹ có nhìn mình hay không, thốt lên. Con tên gì? Con tên là con năm nay bao nhiêu? Con 12 tuổi. Con vô đây bao nhiêu năm rồi? Một năm rồi. Cha mẹ con đâu? Con không biết cha mẹ con luôn hả? Con tên gì? Mà con nhiêu tuổi rồi? Con 9 tuổi. Con 9 tuổi rồi. Con nhớ cha mẹ không? Nhớ nhiều không? Còn mỗi lúc nhớ con làm gì? Khóc hả? Mềm lắm. Hãy chú nói gì nhớ. Đó là đạo làm người, đạo làm con. Dù cho cha mẹ mình có như thế nào đi chăng nữa, cũng kêu cha mẹ bằng hai tiếng cha hoặc mẹ. Ôm cha mẹ vô lòng. Con đừng bao giờ nghĩ mình là một con. Nhớ cho con gái. Bắt tay chú đi. Con cố gắng rồi nha. Dạ. Con cố gắng rồi. Chú gấp đi. Rồi vô đây chú đi thăm ông cụ bà cụ. Rồi chú không có đem theo quà gì hết. Lần sau chú đến, chú sẽ có quà. Dạ. Nha. Chú xin lỗi tụi con. Để tụi con rồi. Nha. Cố lên con. Cố gắng rồi. Một ngày nào đó tụi con sẽ thành công. Yêu để cảm ơn cha mẹ trong đầu nhé. Cố lên nha con ha. Con đưa cháu nó xin dinh dưỡng. Hỏi nghiệp. Những đứa trẻ có nghe như thế này thì Sang khuyên tất cả những các cha, các mẹ.
dù như thế nào đi chăng nữa đừng nên bỏ rơi các trẻ, đừng nên bỏ rơi. Nếu chúng ta khó khăn trong cuộc sống, chúng ta có thể bấm bụng đi vào những cái bệnh viện mà coi để mà chúng ta gửi gắm con mình lại được nguyên nơi, có cái nơi nương tựa, được cái nơi. Được cái nơi dạy cho nó tốt hơn. Đừng nên bỏ các trẻ, tội nghiệp quá. Thật ra mấy đứa trẻ nó không có tội gì cả. Thôi thì mỗi nhà, mỗi cái hoàn cảnh, mỗi gia đình, mỗi hoàn cảnh. Nhưng cái lời khuyên của Sáng dành cho các cha, các mẹ. Cho dù ở bất kỳ cái hoàn cảnh nào, chúng ta hãy hết sức luôn yêu thương con cái mình và che chở gia đình một. Chừng khi nào bất khả kháng thì chúng ta mới đem giỏi. Tội lắm. Những đứa trẻ nó luôn trông chờ vào cái tình yêu thương của cha mẹ, luôn muốn sống gần với cha mẹ, chứ các trẻ không muốn như thế này đâu. Nhìn đứa bé kia nó nằm, bé này bao nhiêu tuổi rồi? 26 tháng rồi. 26 tháng. 2 tuổi. À con, chú không? Không tên gì? Bé đó, mẹ nó mất trong mùa Covid đó. Mẹ bị mất trong mùa Covid. Hai đứa con. Con tên gì? Hai đứa luôn hả? À? Hai chị em hả? Không, bé nhỏ. Đây là ba Lên hả? Bé xanh này là ba Lên rồi. Đây này. Đây là con là anh của đây hả? Anh của hai bé gái. Mẹ mất trong mùa Covid. Bé nhỏ là mẹ mất trong mùa Covid. Còn cha bé này. Cha thì nghèo quá, làm đi làm thuê mướn nó không thể nuôi được. Ok, bây giờ cha khổ quá, khó khăn cũng phải chấp nhận, nhưng mà được tốt, đem vô đây được thì tốt. Để mai này con nó lớn lên nó không bị khổ, rất là tốt. Còn mấy bé này dưới đây là anh em à, anh em của nhau. Còn hai bé này là sanh đôi. Sanh đôi. Con sanh đôi hả? Con tên gì? Hả? Hoàng Em. Hoàng Em hả? Con tên Hoàng Em. Còn con tên gì? Hoàng Anh, Hoàng Em, Hoàng Em. Ba mẹ con đâu? Hả? Không biết luôn. Hồi xưa ở với bà ngoại. Ông ngoại mất. Ở bà ngoại mất rồi. Hồi xưa ở với bà ngoại. Rồi bà ngoại mất rồi mới là quên cái đường cả bà đem vô đây. Là đi lượm thùng rác ăn thôi. Đi lượm đồ trong thùng rác ăn không á hả? Trời đất. Con biết mặt cha mẹ không? Không biết luôn hả? Rồi mình có tìm hiểu lúc mà hai cháu sống với bà ngoại như vậy á. Rồi thì Phương có tìm hiểu là hai cháu nó còn có ai, mẹ là ai, cha là ai? Sau này mình biết. Sau này mới biết. Đi đem đưa đây rồi từ gia đình. À. Lúc mà ở địa phương thì chỉ có thấy là hai cháu sống với bà ngoại thôi. Rồi hai bà ngoại tuổi già sức yếu mất rồi, bắt đầu hai cháu mới bây giờ là toàn là đi lượm ăn ở trong vùng gác không à. Con nhiêu tuổi rồi, còn em? 10 tuổi, qua anh năm nhiêu tuổi? Đúng rồi, con nhiêu tuổi rồi đó. Dạ con cũng 10 luôn, cái con sinh đôi đó. Sao muốn hỏi gì để biết cái phản kháng đó chứ cái kiểu mà giác quan phản xạ của mấy cháu như thế nào? Hai cháu này là sinh đôi. Cha mẹ, cuộc sống của cha mẹ không biết như thế nào, nhưng mà hai cháu ở với ông bà ngoại, mà khi ông bà ngoại đã mất rồi thì hai cháu cũng co cúc luôn. Đi tìm lượm đồ ăn, những cái món ăn trong thùng rác thôi. Đôi lúc thì trong cuộc sống mà, nếu chúng ta có người thì ăn không hết. Lại có những cái hoàn cảnh, những người trẻ, những cái chuyện như thế này, nó có trong hiện thực trong cuộc đời. Có thể chúng ta gắng cố gắng gieo được cái hạt giống nào giống lành đến cho đời thì chúng ta hãy gắng cố gắng nha cả nhà. Thôi
Ông Tám chúc tụi con nhiều sức khỏe ha. Cảm ơn Tám nhé. Ông Tám sẽ gặp lại tụi con sớm nhất nha. Cố lên Tông, con nghe nha. Mình cố lên. Rồi khóc nữa, không khóc nha. Rồi chú chào con nha. Bé bệnh gì, cái bệnh đau á. Còn mấy phòng bên kia nữa, chắc là thì dạ. Sang không có quà thì Sang sẽ kết thúc cái video ở đây nha quý vị khán giả. Thì Sang sẽ gắng cố gắng sớm nhất có thể để mà Sang quay lại đây để mà giúp cho các cụ, để tổ chức cái ngày mà massage cho các cụ. Thì dạ ăn cơm đảm bảo, ăn cơm đảm bảo không sao. Dạ ăn cơm đảm bảo. Đúng rồi. Dạ, hôm nay tụi em cũng không có biết đoạn tới, cũng không có được chuẩn bị gì. Thì mấy cụ ăn. Rồi, mời em ngồi luôn rồi. Dạ, ngồi luôn. Mời cả nhà mình ngồi ăn chứ. Ngồi đi. Dạ, mời nha. Đây nắng. Đây ngồi chỗ nắng, phơi nắng cho thoải mái. Thì bây giờ để lần tới sang đến đây để mà giúp cho các cụ massage. Không sao, để nắng luôn, để nắng luôn. Nắng tốt không? Nắng tốt. Dạ, mời. Để mà giúp các cụ với lại Sang ăn ớt sữa với quà cho mấy đứa nhỏ, cho mấy nhỏ cậu ăn cơm xong rồi Sang sẽ đi thăm tiếp. Thì một lần nữa Sang rất là cảm ơn mọi người đã xem video trên kênh của Sang và đăng ký chia sẻ video. Sang rất là cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bye bye nha cả nhà.